Chào mừng bạn đến công ty GNWeb. Bạn đang có nhu cầu làm website mới, hay bạn đang có nhu cầu quảng cáo ad, hay bạn đang có nhu cầu về tên miền hosting, hay bạn có bất cứ nhu cầu khác về truyền thông, GNWeb với hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế website, truyền thông quảng cáo cho hàng triệu khách khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hùng hậu, thân thiện, nhiệt tình, văn phòng rộng khắp ba miền Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn với phương châm khách hàng là bạn, bình đẳng, tôn trọng, cùng nhau phát triển. GNWeb xin cảm ơn. Tử vi tuổi Tân Mùi năm 2023. Nam mạng 1991, tuổi âm lịch 33 tuổi, mạng thổ gặp mệnh kim tương sinh, sao vân hớn chiếu mệnh, hạn thiên la, thiên can tuổi Tân gặp năm quý là tương sinh tốt. Một tổng quan tử vi tuổi Tân Mùi 1991 năm 2023 nam mạng. Theo lịch vạn niên, năm Tân Mùi bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 1991 đến ngày 3 tháng 2 năm 1992 dương lịch. Những người sinh ra trong khoảng thời gian này thuộc tuổi Tân Mùi, cẩm tinh con dê. Sự kết hợp giữa thiên can Tân với địa chi Mùi mang ý nghĩa đặc biệt là đắc lộc chi dương dê có lộc. Tử vi tuổi Tân Mùi năm Quý Mão 2023 nam mạng có thể được dự đoán theo nhiều yếu tố phong thủy đặc biệt, can chi, ngũ hành bản mệnh năm 1991, cửu diệu lưu niên, hạn tuổi. Về tổng quan, vận trình số mệnh của nam mạng Tân Mùi 1991 trong năm Quý Mão 2023 có thể được giải toán như sau. Xét về ngũ hành, nam mạng Tân Mùi thuộc mệnh thổ, cụ thể là lộ bảng thổ đất đường đi, có mối quan hệ tương sinh với mệnh kim bạch kim vàng pha bạc của năm Quý Mão. Thiên can Tân thuộc kim gặp quý thuộc thủy cũng là tương sinh, chủ về gia tăng cát lợi. Như vậy, nam Tân Mùi 1991 sẽ có cuộc sống thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp vững chãi trong năm Quý Mão 2023. Sao vân hớn phần nào tác động đến số mệnh của nam mạng Tân Mùi trong năm 2023. Hung tinh này chiếu mệnh thì có thể mang đến chuyện thị phi bởi tiểu nhân và có phần ảnh hưởng tới tài vận. Năm nay, tài vận có thể chưa khởi sắc vượt bậc nhưng bù lại nam Tân Mùi vẫn có gia đạo bình an, sức khỏe ổn định. Hai luận giải tử vi 2023 tuổi Tân Mùi trên các phương diện. Mời bạn cùng GNWeb xem luận giải chi tiết tử vi tuổi Tân Mùi 1991 nam mạng trong năm 2023 theo những phương diện quan trọng: công việc, sức khỏe, tài vận và gia đạo. 1. Công việc, sự nghiệp. Ổn định, vững chắc là những từ dùng để miêu tả về vận trình sự nghiệp của nam Tân Mùi trong năm Quý Mão 2023. Tuy rằng công việc làm ăn không có dấu hiệu đột phá, nhưng vẫn đem lại kết quả khiến mệnh chủ mãn nguyện. Đàn ông Tân Mùi là người giỏi giao tiếp, có tài quan sát tài tình, có thể nắm bắt tâm lý của người khác trong chớp mắt. Chính vì thế, mệnh chủ có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên. Điều này mang đến nhiều cơ hội phát triển thuận lợi trong sự nghiệp. Nam Tân Mùi sẽ cảm thấy căng thẳng, làm việc kém hiệu quả nếu chịu quá nhiều áp lực trong công việc. Hãy không ngừng học hỏi, nâng cao chuyên môn, rèn luyện ý chí để đáp ứng yêu cầu của công việc và thăng tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp. 2. Tài chính. Tình hình tài chính của nam Tân Mùi trong năm Quý Mão được dự đoán là ở mức khá tốt, nhưng không mấy bùng nổ. Nhờ có nguồn thu nhập ổn định, mệnh chủ không lo thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí có thể để dành được một khoản tiền nhỏ. Tuy vậy, nam Tân Mùi cũng không nên quá mức chủ quan trong vấn đề tiền bạc. Tài vận năm nay không đủ thịnh vượng để mang đến những khoản tài lộc bất ngờ. Vậy nên mệnh chủ phải hết sức cẩn trọng khi mang tiền đi đầu tư hoặc mở rộng làm ăn kinh doanh. 3. Tình duyên, gia đạo. Gần như không có trục trặc nào xảy ra với cuộc sống hôn nhân của nam Tân Mùi trong năm 2023. Để tình cảm vợ chồng luôn mặn nồng, mệnh chủ nên cân đối giữa công việc và gia đình, hãy dành nhiều thời gian hơn bên vợ con. Theo tử vi tuổi Mùi, đàn ông tuổi Tân Mùi có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng trở thành trụ cột gánh vác gia đình. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn với người bạn đời, mệnh chủ lúc nào cũng là người chủ động nhường nhịn, làm lành với đối phương. Vậy nên, gần như chẳng có bất cứ vận hạn nào có thể gây ra xáo trộn trong cuộc sống gia đình của nam Tân Mùi. 4. Sức khỏe. Tình trạng sức khỏe của nam Tân Mùi không gặp phải vấn đề đáng lo ngại trong năm 2023. Để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, mệnh chủ nên duy trì lối sống lành mạnh, thực hiện chế độ ăn uống hợp lý. Những áp lực trong cuộc sống dễ khiến tinh thần của nam Tân Mùi trở nên mệt mỏi, dễ cáu gắt. Nếu muốn lấy lại cân bằng sau khoảng thời gian bận rộn với công việc và gia đình, hãy thực hiện sở thích của bản thân, chẳng hạn như đọc sách, du lịch. Việc thiền định cũng là một phương pháp hiệu quả để loại bỏ ưu phiền trong tâm hồn. 3. Xem sao hạn của tuổi Tân Mùi năm 2023. 1. Sao chiếu mạng.
Năm Quý Mão 2023, Nam Tân Mùi cần chủ động đề phòng những tai ương do sao Vân Hớn gây ra. Trong hệ thống cửu diệu lưu niên, hung tinh này chủ yếu tác động đến đời sống tinh thần và tài vận, nhưng hầu như không gây hại đến sự nghiệp, sức khỏe của mệnh chủ. Trong khoảng thời gian chịu ảnh hưởng của sao Vân Hớn, Nam Tân Mùi phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nếu bất đồng ý kiến với người khác cũng nên thể hiện thái độ ôn hòa, mềm mỏng để tránh gây ra mâu thuẫn sâu sắc. Nếu mệnh chủ rèn luyện được bản lĩnh kiên cường, giữ vững tâm lý bình tĩnh trong mọi tình huống thì hoàn toàn có thể tránh được vận hạn trong năm này. 2. Hạn tuổi. Theo tử vi chọn đời, năm 2023, Nam Tân Mùi 33 tuổi âm, gặp phải hạn thiên la, chủ về gia đạo lục đục và khẩu thiệt thị phi. Dưới sự tác động của hạn thiên la, Nam Tân Mùi đôi khi sẽ vướng vào mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội, nhất là tình cảm vợ chồng. Cách hóa giải vận hạn này không phức tạp, mệnh chủ chỉ cần kiềm chế cái tôi của bản thân, học cách lắng nghe, cảm thông với người khác là có thể tránh được xung đột. 3. Tứ trụ. Thiên sinh địa sinh, theo tử vi Tân Mùi Nam Mạng 2023, mệnh chủ phải hao tâm tổn sức để xoay sở trong công việc. Mặt khác, mệnh chủ có được sự động viên từ gia đình nên có thể vượt qua khó khăn đạt được thành công như ý. 4. Vận niên. Vận niên của Nam Tân Mùi trong năm 2023 là xả hãm tình, rắn bị rơi xuống giếng. Đây là điểm báo trước cho Nam Tân Mùi biết rằng tuyệt đối không được lười biếng, cẩu thả trong công việc. Để tránh mắc lỗi không đáng có, mệnh chủ phải tập trung cao độ, không để các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc. Về phương diện tình cảm, mệnh chủ được hạnh phúc, an yên. 5. Hóa giải sao hạn. Trong đạo Phật, phúc đức có thể hóa giải mọi nghiệp chướng, mang đến cuộc sống bình an, sung túc lâu dài. Mệnh chủ càng chăm chỉ hành thiện tích đức, thành tâm hướng Phật thì càng tránh được nhiều tai ách. Ngoài ra, để xu cát tị hung trong những năm gặp phải hung tinh, người ta thường làm lễ cúng sao giải hạn. Trong năm Quý Mão, Nam Tân Mùi có thể lễ cúng sao Vân Hớn vào ngày lành tháng tốt. Có thể chuẩn bị lễ cúng tùy theo điều kiện kinh tế, không cần thiết phải tốn kém mà quan trọng nhất là phải tín tâm. 4. Phong thủy may mắn tuổi Tân Mùi năm Quý Mão. Vận mệnh trong năm Quý Mão 2023 của Nam Tân Mùi có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố phong thủy. 1. Màu hợp tuổi. Màu sắc phong thủy có tác dụng cân bằng âm dương ngũ hành trong mệnh số của con người. Mỗi một loại số mệnh khác nhau phù hợp với màu sắc nhất định. Nam Tân Mùi thuộc mệnh thổ sẽ tương sinh với màu sắc thuộc hành hỏa và bình hòa với màu thuộc hành thổ. Trong năm 2023, Nam Tân Mùi nên sử dụng những màu sắc phong thủy sau đây: vàng đậm, nâu. 2. Hướng xuất hành. Nam mạng tuổi Tân Mùi 1991 thuộc cung Ly Đông tứ mệnh. Để gặp may mắn khi xuất hành nên chọn các hướng sau: đông sinh khí, bắc diên niên, đông nam thiên y, nam phục vị. 3. Tuổi sông nhà. Nhiều người cho rằng sông đất đầu năm thuận lợi thì gia đạo sẽ bình an, làm ăn phát tài phát lộc cả năm. Điều quan trọng là người sông đất phải hợp tuổi, hợp mệnh với gia chủ. Những con giáp nằm trong bộ tam hợp hợi mão mùi sẽ mang đến may mắn cho nhau. Vậy nên, Nam Tân Mùi nên chọn người tuổi hợi hoặc mão để sông đất. Xét về ngũ hành bản mệnh, gia chủ tuổi này mệnh thổ, hợp với những người mệnh hỏa hoặc thổ. 6. Diễn biến tử vi theo tháng trong năm. Luận giải lá số tử vi Tân Mùi Nam Mạng theo 12 tháng trong năm 2023 như sau. Tháng 1, theo tử vi tuổi Tân Mùi năm 2023 Nam Mạng, vận khí đầu năm của mệnh chủ tương đối tốt, cuộc sống được mãn nguyện như ý. Làm công đức vào thời điểm này sẽ cầu được bình an, phúc lộc. Tháng 2, công việc làm ăn phát đạt, dễ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Tháng 3, chú ý cách hành xử với mọi người xung quanh. Xuất hành đi xa nhớ bảo quản tài sản cá nhân cẩn thận. Tháng 4, gặp chuyện bất lợi trong công việc cũng không nên nản lòng. Kiên trì nỗ lực ắt sẽ chờ được thời cơ chuyển mình. Tháng 5, công việc có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, mang lại tiền tài dồi dào. Tháng 6, vận đỏ thăng hoa mang đến cuộc sống suôn sẻ. Đây là thời điểm thời vận hanh thông nhất trong năm, thích hợp để tiến hành đại sự. Tháng 7, sức khỏe ổn định, tinh thần hưng phấn. Người độc thân dễ gặp được tình duyên tốt đẹp. Tháng 8, tình cảm gia đình bền chặt, hôn nhân viên mãn, con cái hòa thuận. Tháng 9, vươn lên trong công việc bằng chính sức của mình, không nên ỷ lại sự giúp đỡ của người khác. Tháng 10, luôn thể hiện thái độ ôn hòa để tránh gây mâu thuẫn với người khác. Tháng 11, cuộc sống gia đình tràn ngập hạnh phúc.
tài chính dư giả, cuộc sống đầy đủ, ấm no. Tháng 12, công việc cuối năm bận rộn nhưng vẫn cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe. Không dồn nén suy nghĩ bi quan trong lòng. 7. Một số thông tin tham khảo. 1. Phạm Thái Tuế không. Năm Quý Mão 2023, năm Mạng Tân Mùi không Phạm Thái Tuế, nên các phương diện trong cuộc sống ít bị xáo trộn. Tí, Ngọ, Mão, Dậu thì là năm con giáp phải đề phòng vận hạn này trong năm tới. 2. Phạm Tam Tai không. Nam Tân Mùi không Phạm Tam Tai trong năm Quý Mão 2023. Do đó, mệnh chủ có thể yên tâm tiến hành công việc trọng đại mà không bị cản trở vì những rắc rối bất ngờ. 3. Phạm Kim Lâu không. Năm Quý Mão 2023, Nam Tân Mùi bước sang tuổi 33 âm, phạm vào hạn Kim Lâu, cụ thể là Kim Lâu Tử. Gặp hạn này mệnh chủ nên tránh tự mình đứng ra động thổ, xây dựng nhà cửa. 4. Phạm Hoàng Ốc không. Nam Tân Mùi 33 tuổi âm, phạm vào hạn Lục Hoàng Ốc, gây ảnh hưởng không tốt đối với công danh sự nghiệp nếu động thổ. 5. Xây nhà được không. Năm 2023, Nam Tân Mùi đồng thời chịu ảnh hưởng của hạn Kim Lâu và Hoàng Ốc. Nếu có dự định xây nhà mới vào năm nay, điều đầu tiên mệnh chủ cần phải làm là hóa giải những hạn xấu này. Để công việc suôn sẻ, tân gia được an khang thịnh vượng, Nam Tân Mùi có thể mượn tuổi người phù hợp khi làm lễ động thổ hoặc nhập trạch. 6. Tuổi Tân Mùi sinh con năm 2023 có tốt không? Trong năm Quý Mão 2023, Nam Tân Mùi dần ổn định sự nghiệp, tài chính vững vàng. Đây là thời điểm thích hợp để mệnh chủ tính đến chuyện con cái. 7. Tuổi Tân Mùi kết hôn năm 2023 có tốt không? Đàn ông phạm hạn Kim Lâu và Hoang Ốc vẫn có thể cưới xin bình thường. Vậy nên, trong năm Quý Mão, nếu đàn ông Tân Mùi có ý định yên bề gia thất thì đừng chần chừ mà hãy nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt để rước nàng về dinh. Xuân Quý Mão 2023 đang gõ cửa. Duy Anh Web xin kính chúc quý bạn một năm mới vạn sự an khang, tấn tài tấn lộc. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo video mới. Duy Anh Web xin chân thành cảm ơn. Chào mừng bạn đến công ty Duy Anh Web. Bạn đang có nhu cầu làm website mới, hay bạn đang có nhu cầu quảng cáo ad, hay bạn đang có nhu cầu về tên miền hosting, hay bạn có bất cứ nhu cầu khác về truyền thông? Duy Anh Web với hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế website, truyền thông quảng cáo cho hàng triệu khách khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hùng hậu, thân thiện, nhiệt tình, văn phòng rộng khắp ba miền Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn với phương châm khách hàng là bạn, bình đẳng, tôn trọng, cùng nhau phát triển. Duy Anh Web xin cảm ơn.